quý vị, việc ma nhai tại danh thắng Ngũ Hành Sơn, tức văn tự khắc trên vách đá hang động, được công nhận là di sản tư liệu thuộc chương trình ký ức thế giới khu vực châu Á Thái Bình Dương, có giá trị ý nghĩa rất lớn đối với thành phố Đà Nẵng cũng như Việt Nam nói chung. Vì vậy cần đòi hỏi có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cho đến người dân để nâng cao trách nhiệm, bảo tồn và phát huy giá trị di sản bền vững. Theo Ban Quản lý Di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn, sau khi hệ thống ma nhai tại đây được công nhận là di sản tư liệu thế giới, lượng khách tham quan đến di tích tăng rõ rệt, chủ yếu là khách quốc tế đến tìm hiểu về ma nhai. Trước đó, khi ma nhai chưa được công nhận là di sản, thì công tác bảo quản ma nhai luôn được Ban Quản lý Di tích thực hiện nghiêm ngặt, chặt chẽ để bảo vệ ma nhai khỏi sự xâm hại của con người. Hiện nay là có lực lượng bảo vệ cũng tương đối khép kín. Thứ hai là lực lượng hướng dẫn viên cũng là thường xuyên qua lại hàng ngày hướng dẫn khách, cũng nhắc nhở rằng đây là một cái ma nhai rất là quý, cho nên là cũng yêu cầu du khách chỉ được xem chứ không được coi như là phá dỡ hay là trộm trổ vấn đề gì khác. Đây là vấn đề rất là nghiêm túc. Theo thời gian, ma nhai tại danh thắng Ngũ Hành Sơn đã phong hóa. Hiện nay, thành phố Đà Nẵng đang nỗ lực hơn trong công tác bảo tồn bền vững và phát huy giá trị di sản này với sự phối hợp giữa các sở ban ngành, đơn vị liên quan và địa phương. Công trình và khi được công nhận thì đó là nhiệm vụ trách nhiệm của Sở Văn hóa và Quản lý Nhà nước và chỉ đạo các cái ngành có liên quan, đặc biệt là danh thắng của Ngũ Hành Sơn, Ban Quản lý Di tích phải trân quý và tiếp tục giữ gìn phát huy cái giá trị mà đã được UNESCO công nhận cái khu vực châu Á Thái Bình Dương. Thì sở trên tinh thần đó là vừa quản lý nhà nước vừa có chỉ đạo trực tiếp làm sao chúng ta phát huy cái giá trị tốt nhất trong hiện tại và cả tương lai. Sở Du lịch sẽ phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao, Ban Quản lý Di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn và Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng đẩy mạnh cái công tác xúc tiến quảng bá, giới thiệu cái di sản này đến với du khách trong và ngoài nước. Đồng thời phối hợp với Ban Quản lý Di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn sẽ tổ chức thu hút và phục vụ tốt du khách đến tìm hiểu, nghiên cứu về cái di sản là ma nhai tại Danh thắng Ngũ Hành Sơn. Việc bảo vệ và phát huy giá trị ma nhai tại danh thắng Ngũ Hành Sơn được xem là sứ mệnh cao cả, nhằm thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo tồn và phát huy những giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, văn học, thư pháp, nghệ thuật của di tích ma nhai tại đây, xứng tầm với vị thế của một di sản tư liệu thế giới, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong việc bảo vệ và giữ gìn di tích ma nhai tại danh thắng Ngũ Hành Sơn nói riêng, bản sắc văn hóa lịch sử độc đáo, lâu đời và vô giá của dân tộc. Nhằm tôn vinh, giới thiệu, quảng bá những giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, văn học, thư pháp, nghệ thuật của ma nhai tại danh thắng Ngũ Hành Sơn, thể hiện sự tri ân sâu sắc của những thế hệ hôm nay, khơi dậy và nêu cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc, góp phần giáo dục và phát huy truyền thống yêu nước, lịch sử, văn hóa. Vào ngày mai, ngày 1 tháng 3, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận ma nhai tại danh thắng Ngũ Hành Sơn là di sản tư liệu thuộc chương trình ký ức thế giới khu vực châu Á Thái Bình Dương. Buổi lễ sẽ được truyền hình trực tiếp trên cả hai kênh Đà Nẵng TV1, Đà Nẵng TV2 và trực tiếp trên fanpage của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng vào lúc 8 giờ. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem.